A về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay A về danh. Xin chào tất cả các em học sinh, chào mừng các em đã đến với video bài học. Trong buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài đầu tiên của chủ đề 3, đó là bài 9 Oxygen. Sau bài học này, các em sẽ nêu được một số tính chất của oxygen, nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt cháy nhiên liệu. Các em hãy quan sát vào câu hỏi ở phần đầu bài. Oxygen còn được gọi là dưỡng khí vì nó giúp duy trì quá trình hô hấp cho mọi vật sống. Nếu không có oxygen thì chúng ta không thể đốt cháy được các nhiên liệu. Vậy khí oxygen có tính chất cơ bản gì và tầm quan trọng của oxygen như thế nào đối với cuộc sống? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng bắt đầu đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 nhỏ, một số tính chất của oxygen. Để tìm hiểu một số tính chất của oxygen, cô và các em sẽ cùng thảo luận một số câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, em hãy cho biết khí oxygen tồn tại ở đâu? Từ sự hiểu biết của bản thân, em hãy suy nghĩ xem khí oxygen tồn tại ở đâu? Chúng ta thấy là khí oxygen tồn tại ở trong khí quyển, đúng không? Rồi, chính xác nhờ, khí oxygen. Các em ghi bài cùng cô để lấy tài liệu học tập nhé. Khí oxygen tồn tại trong khí quyển. Rồi, khí oxygen tồn tại trong khí quyển. Câu số 2, thường xuyên hít thở khí oxygen trong không khí, em có cảm nhận được màu, mùi vị của oxygen không? Em có cảm nhận được màu, mùi vị của oxygen không? Câu số 2 này, mình thấy khí oxygen không màu, không mùi, không vị. Mình thấy khí oxygen không màu này, không mùi, không vị. Rồi câu hỏi số 3 nhé. Tại sao các đầm nuôi tôm thường lắp đặt hệ thống quạt nước? Các em hãy quan sát vào hình 9.1, hệ thống quạt nước trong các đầm nuôi tôm. Hình 9.1 mô tả hệ thống quạt nước này được lắp đặt ở trong các đầm nuôi tôm. Vậy các em hãy thử giải thích tại sao các đầm nuôi tôm thường lắp đặt cái hệ thống quạt nước này. Các em ạ, vì đầm nuôi tôm là một không gian nhỏ và phải nuôi một số lượng tôm rất lớn, mật độ nuôi cao nên nhu cầu oxygen cần được cung cấp cho đầm nuôi cũng là rất lớn. Lắp quạt khí sẽ giúp cung cấp và phân tán lượng oxygen đồng đều cho nước. Đồng thời, lượng oxygen được cung cấp cũng giúp cho việc phân hủy chất thải trong đầm nuôi tôm được tăng lên. Nhờ đó mà tôm mới được nuôi sống hiệu quả. Vậy chúng ta ghi giải lời giải của câu 3, tóm tắt vào nhé. Hệ thống quạt nước. Hệ thống quạt nước cung cấp oxygen cho tôm. Và giải phóng các khí độc hại. Rồi, vậy thì điều này cho thấy trong nước có oxygen không các em? Điều này cho thấy trong nước có oxygen nhưng mà ít. Mình kết luận một điều là oxygen này tan ít trong nước. Trong nước có oxygen nhưng mà ít, hay là oxygen tan ít trong nước? Ngược lại một chút là bởi vì oxygen tan ít trong nước cho nên là người ta phải dùng cái hệ thống lắp quạt nước này để hỗ trợ cái việc cung cấp oxygen cho tôm, được chưa nhỉ? Rồi từ kết quả thảo luận này,
Từ kết quả thảo luận này, chúng ta sẽ rút ra được một số tính chất của oxygen. Sách giáo khoa đã cung cấp cho chúng ta một số tính chất của oxygen. Oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí. Phân tử khối của oxygen là 32, lớn hơn phân tử khối của không khí là 29. Kiến thức về phân tử khối các em sẽ được học kỹ hơn ở các lớp trên nhé. Và oxygen tan ít trong nước. 1 lít nước ở 20 độ C và 1 atmosphere hòa tan được 31ml khí oxygen. Trên đây, cô và các em đã cùng tìm hiểu xong phần thứ nhất, một số tính chất của oxygen. Sau đây, chúng ta sẽ cùng sang phần 2, tầm quan trọng của oxygen. Ở phần 2 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai vấn đề. Thứ nhất là vai trò của oxygen đối với sự sống. Và ở trang bên này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vai trò của oxygen đối với sự cháy và quá trình đốt cháy nhiên liệu. Sau đây chúng ta sẽ cùng thảo luận câu hỏi thứ tư để tìm hiểu về vai trò của oxygen đối với sự sống. Câu hỏi thứ tư này: con người có thể ngừng hoạt động hô hấp không? Vì sao? Theo các em, con người có thể ngừng hoạt động hô hấp không? Vì sao? À, hoạt động hô hấp chính là hoạt động thở của chúng ta hàng ngày á. Vậy thì theo em, con người có thể ngừng thở được không nhỉ? À, chúng ta phải khẳng định luôn là con người không thể ngừng hô hấp, đúng không nhỉ? Chính xác. Con người không thể ngừng hô hấp. Con người không thể ngừng hô hấp. Vì sao hả các em? Vì hoạt động hô hấp cung cấp oxygen cho cơ thể con người. Ngừng hô hấp tức là cơ thể con người không nhận được oxygen, não bộ không thể hoạt động. Điều này khiến con người có thể tử vong hoặc ảnh hưởng đến não bộ và các cơ quan khác trong cơ thể. Chúng ta có thể giải thích ngắn gọn. Vì hoạt động hô hấp. Vì hoạt động hô hấp cung cấp oxygen cho cơ thể. Cho cơ thể con người. Cho cơ thể con người này. Ngừng hô hấp tức là cơ thể con người không thể nhận oxygen. Não bộ không thể hoạt động. Điều này khiến con người có thể tử vong khiến con người có thể tử vong hoặc ảnh hưởng đến não bộ. Và các cơ quan khác. Trong cơ thể. Rồi, câu thứ tư này, con người không thể ngừng hoạt động hô hấp vì hoạt động hô hấp cung cấp oxygen cho cơ thể con người. Ngừng hô hấp tức là cơ thể con người không thể nhận oxygen và não bộ không thể hoạt động. Điều này khiến con người có thể tử vong hoặc ảnh hưởng đến não bộ và các cơ quan khác trong cơ thể. Chúng ta sẽ giải thích câu 4 như thế nhé. Câu số 5, em hãy tìm hiểu và cho biết những bệnh nhân nào phải sử dụng khí oxygen để thở. Những bệnh nhân nào thường phải dùng đến bình khí oxygen để thở nhỉ? Hiện nay chúng ta cũng biết là
đại dịch COVID-19 hay còn gọi là bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra, đúng không nhỉ? Người nhiễm bệnh sẽ sốt, ho, khó thở và nặng thì sẽ cần dùng đến những bình khí oxygen để hỗ trợ thở. Hình 9.2 mô tả cái việc là cung cấp khí oxygen cho người bệnh. Chúng ta thấy này, khí oxygen được nén vào trong một cái bình như thế này và sẽ cung cấp cho người bệnh để hỗ trợ quá trình thở. Vậy thì chúng ta có thể trả lời là những bệnh nhân bị mắc các bệnh về tim, phổi, những bệnh nhân bị ngạt khí, rối loạn nhịp thở có thể có phải cần dùng đến bình khí oxygen để thở nhé. Bệnh nhân bị các bệnh về tim, bị các bệnh về tim, phổi, ngạt khí này, những bệnh nhân bị ngạt khí này, rối loạn nhịp thở, vân vân. Rồi, những bệnh nhân này thì cần phải sử dụng đến bình khí oxygen để thở. Chúng ta sẽ tiếp đến câu 6. Bình khí nén là bình tích trữ không khí được nén ở một áp suất nhất định. Tại sao thợ lặn cần sử dụng bình khí nén? Chúng ta hãy quan sát vào hình 9.3, bình khí nén dùng cho thợ lặn. Chúng ta thấy người thợ lặn lặn sâu xuống đáy biển thì cần đeo một chiếc bình khí nén này ở trên lưng. Vậy tại sao người thợ lặn cần phải sử dụng bình khí nén? Như tính chất của oxygen ở phần trước chúng ta đã học, chúng ta biết là khí oxygen tan ít trong nước, mà con người thì không thể nhịn thở trong một thời gian dài được, cho nên là ở sâu dưới đáy biển thì rất là ít oxygen. Người thợ lặn cần phải dùng đến bình khí nén để cung cấp oxygen trong quá trình thở dưới nước. Chúng ta ghi câu trả lời của câu 6 vào nhé. Câu 6 này, trước tiên mình phải giải thích là vì oxygen tan ít trong nước. Vì oxygen tan ít trong nước. Con người không thể nhịn thở trong một thời gian dài. Con người không thể nhịn thở trong một thời gian dài. Vì thế cho nên là thợ lặn dùng bình khí nén để cung cấp oxygen trong quá trình thở dưới nước. Thở dưới nước. Rồi, vì oxygen tan ít trong nước, con người không thể nhịn thở trong một thời gian dài này. Vì thế cho nên người thợ lặn cần phải dùng bình khí nén cung cấp oxygen trong quá trình thở dưới nước. Từ kết quả thảo luận của câu số 4, số 5 và số 6 thì chúng ta thấy này, không có oxygen thì con người không thể hô hấp, tồn tại và phát triển được. Trong bệnh viện thì oxygen được cung cấp để hỗ trợ người bệnh khi họ không tự chủ được hô hấp. Ở những nơi thiếu hoặc không đủ không khí, người ta sử dụng bình giữ khí để cung cấp thêm oxygen. Vậy chúng ta thấy là khí oxygen có quan trọng đối với sự sống của con người không nhỉ? Khí oxygen đóng một vai trò rất quan trọng, nó giúp duy trì sự sống. Chúng ta có một cái kết luận vào đây là khí oxygen giúp duy trì sự sống. Khí oxygen rất quan trọng, nó giúp duy trì sự sống. Sách giáo khoa cũng cung cấp cho chúng ta một số thông tin về vai trò của oxygen đối với sự sống như sau.
Người ta có thể nhịn ăn, nhịn uống nhiều ngày, nhưng nhịn thở thì không thể kéo dài trong vòng vài phút. Nếu não không được cung cấp oxygen thì sau 4 đến 5 phút đã bắt đầu bị tổn thương. Sau 9 đến 10 phút sẽ bị tổn thương không phục hồi. Oxygen có vai trò rất quan trọng đối với sự sống. Cơ thể thiếu oxygen là nguyên nhân của nhiều bệnh. Ví dụ như là da thiếu oxygen sẽ nhanh chóng bị lão hóa này, sạm, khô, độ đàn hồi kém, dễ hình thành các nếp nhăn, thậm chí mất cân bằng của sự bài tiết, chất nhờn và trở nên xám xỉn, dễ nổi mụn. Não thiếu oxygen lâu dài sẽ dẫn đến trí nhớ bị suy giảm, mỏi mắt, cao huyết áp, xung huyết não, tắc nghẽn mạch máu, xơ mạch máu. Để cơ thể khỏe mạnh, làm việc có năng suất, luôn luôn cần đảm bảo đủ nhu cầu oxygen cho cơ thể. Tạo môi trường sống, làm việc, nghỉ ngơi thông thoáng và có nhiều cây xanh là biện pháp cung cấp oxygen tự nhiên hữu ích. Như chúng ta đã biết là khí oxygen được sinh ra từ đâu nhỉ? À, khí oxygen được sinh ra nhờ quá trình quang hợp. Cây xanh hấp thụ khí carbon dioxide và thải ra khí oxygen, đúng không nhở? Vì thế cho nên là chúng ta cần phải trồng nhiều cây xanh này, giữ gìn và bảo vệ môi trường để có một cái lượng oxygen dồi dào để giúp cho cơ thể hoạt động và phát triển khỏe mạnh nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu vai trò của oxygen đối với sự cháy và quá trình đốt cháy nhiên liệu bằng cách phân tích thí nghiệm oxygen duy trì sự cháy. Tiến hành thí nghiệm như hình 9.4 và giải thích hiện tượng quan sát được. Chúng ta quan sát hình 9.4. Thí nghiệm đưa que đóm có tàn đỏ vào bình chứa khí oxygen. Các em hãy quan sát và nêu hiện tượng. Hiện tượng ở đây là gì nhỉ? Hiện tượng. À, chúng ta thấy là que đóm có tàn đỏ. Khi mà đưa vào bình chứa khí oxygen thì que đóm bùng cháy mãnh liệt. Que đóm có tàn đỏ. Khi cho vào bình chứa khí oxygen thì que đóm có tàn đỏ, khi cho vào bình chứa khí oxygen thì que đóm bùng cháy mãnh liệt. Vậy thì hiện tượng này được giải thích như thế nào? Hiện tượng này được giải thích như nào? Bởi vì là oxygen giúp duy trì sự cháy, cho nên que đóm khi đang còn tàn đỏ tiếp xúc với khí oxygen thì sẽ khiến que đóm bùng cháy lên mãnh liệt. Chúng ta ghi oxygen giúp duy trì sự cháy. Que đóm có tàn đỏ. Khi tiếp xúc với oxygen khiến que đóm bùng cháy lên. Bùng cháy lên mãnh liệt. Rồi, hiện tượng này được giải thích là bởi vì oxygen giúp duy trì sự cháy, cho nên là tàn đỏ này tiếp xúc với khí oxygen sẽ khiến que đóm bùng cháy lên mãnh liệt. Câu hỏi số 8. Gia đình em sử dụng loại nhiên liệu nào để đun nấu hàng ngày? Nhiên liệu đó có cần sử dụng khí oxygen để đốt cháy không? Gia đình em sử dụng loại nhiên liệu nào để đốt cháy hàng ngày nhỉ? À, một số cô sẽ liệt kê một số các loại nhiên liệu để giúp đun nấu hàng ngày nhé. Câu số 8.
nhiên liệu để đun nấu hàng ngày. Một số gia đình thì dùng bếp than này, hay là bếp củi, hay là bếp ga. Vân vân. Các nhiên liệu này đều cần oxygen để đốt cháy. Ví dụ như là nếu mà bếp than mà chúng ta đậy kín vào thì cũng không thể cháy được. Vì thế cho nên là những nhiên liệu này cần oxygen để đốt cháy. Vậy thì oxygen có vai trò quan trọng giúp duy trì sự sống rồi. Vậy thì nó có vai trò gì đối với sự cháy và đốt cháy nhiên liệu? Sách giáo khoa đã đưa ra cho chúng ta một kết luận như sau. Khí oxygen không chỉ có vai trò với sự sống, nó giúp sao nhỏ duy trì sự sống, các em còn nhớ không? Mà còn quan trọng trong sự cháy. Oxygen cần cho quá trình đốt cháy nhiên liệu như củi, than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên để phục vụ cuộc sống. Ví dụ, sử dụng củi, ga để đun nấu, đốt dầu để thắp sáng. Vậy, khí oxygen có vai trò quan trọng giúp duy trì sự sống và sự cháy các em nhé. Có bạn nào đã từng đốt bếp than hay là đốt bếp củi nhưng mà đốt mãi nó không cháy chưa? À các em ạ, vậy thì sự cháy xảy ra nó cũng cần phải có điều kiện đấy. Chúng ta hãy quan sát vào phần chú ý ở trong sách giáo khoa có đưa ra cho chúng ta điều kiện để sự cháy xảy ra là: thứ nhất, chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy, và thứ hai là phải tiếp xúc và có đủ khí oxygen cho sự cháy. Điều kiện để sự cháy xảy ra là phải có hai điều kiện này. Do đó, muốn dập tắt sự cháy thì cần thực hiện một hoặc đồng thời cả hai biện pháp sau. Thứ nhất, hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. Và thứ hai, cách ly chất cháy với khí oxygen. Vậy thì muốn dập tắt một cái đám cháy thì mình cần phải có một hoặc cả hai điều kiện trong hai điều kiện này. Đúng chưa nhỉ? Để vận dụng những kiến thức đã học thì các em hãy lấy cho cô xem một số ví dụ luôn nào để chứng tỏ oxygen duy trì sự sống và sự cháy. Rồi, những ví dụ mình đã được đưa ra ở phần trước rồi. Oxygen duy trì sự sống thì có gì nhỉ? Oxygen được cung cấp trong các bệnh viện để giúp bệnh nhân không thể tự chủ được hô hấp. Đó. Hay là hình ở trang bên trang 45 sách giáo khoa cũng đã cho chúng ta thấy là khi mà người thợ lặn, đúng không? Lặn xuống đáy biển thì người ta phải dùng đến khí nén tích trữ oxygen để giúp duy trì hô hấp dưới đáy biển. Hoặc là những công nhân lò than cũng cần phải sử dụng bình chứa khí oxygen để đi vào những hầm lò trong đấy thiếu oxygen. Đó, thì khí oxygen sẽ hỗ trợ giúp hô hấp ở trong những lò than. Rồi, ví dụ chứng tỏ oxygen duy trì sự cháy nào. Chúng ta hãy làm một thí nghiệm nho nhỏ, đó là mình thắp lên một cây nến này. Mình thắp lên một cây nến, sau đó các em hãy lấy một chiếc cốc để úp lên cây nến đang cháy. Thì chúng ta xem là có hiện tượng gì xảy ra. Thì đây, các em sẽ thấy được là cây nến, ngọn lửa sẽ bị tắt. Ngọn lửa trong cây nến sẽ bị tắt bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình úp chiếc cốc lên thì đã ngăn ngọn lửa với khí oxygen ở trong không khí. Vì thế cho nên là ngọn nến sẽ bị tắt, không còn oxygen để duy trì sự cháy nữa thì ngọn nến sẽ bị tắt. Được chưa nhỉ? Đó là một số ví dụ chứng tỏ oxygen giúp duy trì sự sống và sự cháy. Như vậy là sau khi tìm hiểu xong kiến thức bài học thì chúng ta sẽ quay trở lại câu hỏi ở phần đầu bài nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại câu hỏi ở phần đầu bài này. Các em đã trả lời được câu hỏi này chưa? Cô đọc lại câu hỏi nhé. Oxygen còn được gọi là dưỡng khí vì nó giúp duy trì quá trình hô hấp cho mọi vật sống. Nếu không có oxygen thì chúng ta không thể đốt cháy được các nhiên liệu. Vậy khí oxygen có tính chất cơ bản gì và tầm quan trọng của oxygen như thế nào đối với cuộc sống?
Các em đã trả lời được câu hỏi này chưa nhỉ? À, các em ạ, phần tóm tắt kiến thức trọng tâm trong bài này chính là câu trả lời cho câu hỏi này. Các em thấy nào? Vậy khí oxygen có tính chất cơ bản gì? Câu trả lời chính là phần tóm tắt trọng tâm mà. Phần thứ nhất, một số tính chất của oxygen. Tính chất cơ bản của oxygen mình nhắc lại nhá. Nó có tính chất cơ bản gì nhỉ? Oxygen là chất khí này, không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí và tan ít trong nước. Rồi. Tiếp theo, tầm quan trọng của oxygen như thế nào đối với cuộc sống thì chúng ta lại quan sát vào phần tóm tắt kiến thức ở mục số 2, tầm quan trọng của oxygen, đó là oxygen duy trì sự sống và sự cháy. Đó chính là câu trả lời ở của câu hỏi ở phần đầu bài. Được chưa nhỉ? Như vậy là cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu xong nội dung chính của bài 9 Oxygen. Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập để luyện tập kiến thức đã học nhé. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập để luyện tập những kiến thức mình đã học được từ bài 9 Oxygen nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài số 1. Các em hãy quan sát vào bài số 1 nhé. Cho biểu đồ về một số hoạt động tiêu thụ khí oxygen như hình dưới đây. A. Lĩnh vực nào tiêu thụ nhiều oxygen nhất? Lĩnh vực nào tiêu thụ ít oxygen nhất? B. Hãy tìm hiểu và nêu vai trò của oxygen đối với lĩnh vực y khoa và hàn cắt kim loại. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em làm ý A trước nhé. Câu 1 này. Người ta hỏi là lĩnh vực nào tiêu thụ nhiều oxygen nhất thì chúng ta hãy quan sát vào biểu đồ dưới đây. Lĩnh vực nào chiếm phần trăm lớn nhất thì sẽ là tiêu thụ nhiều oxygen nhất. Thì mình thấy này, phần màu xanh là nhiều nhất đúng không? Chiếm 55%. Vì thế cho nên mình sẽ trả lời là lĩnh vực tiêu thụ nhiều oxygen nhất đó là luyện thép. Màu xanh tương ứng với luyện thép này. Luyện thép. Rồi, lĩnh vực nào tiêu thụ ít oxygen nhất? Thì mình thấy này, mình thấy phần màu cam đây đúng không? Phần màu cam và phần màu hồng chiếm 5% thôi. Chiếm phần trăm bằng nhau đó là 5%. Thì mình sẽ trả lời là lĩnh vực tiêu thụ ít oxygen nhất đó là phần màu cam thì sẽ tương ứng với thuốc nổ, nhiên liệu tên lửa, thuốc nổ này, phẩy, nhiên liệu tên lửa. Rồi, và gì nhờ? Phần màu hồng này tương ứng với hàn cắt kim loại. Vậy, lĩnh vực tiêu thụ nhiều oxygen nhất đó là luyện thép và lĩnh vực tiêu thụ ít oxygen nhất là thuốc nổ, nhiên liệu tên lửa và hàn cắt kim loại. Rồi, mình đã trả lời xong phần mục A, bây giờ mình sẽ sang mục B này. Hãy tìm hiểu và nêu vai trò của oxygen đối với lĩnh vực y khoa và hàn cắt kim loại. Vậy theo các em là oxygen có vai trò gì đối với lĩnh vực y khoa? À, phần này là của phần A nhé, mình sẽ trả lời phần B ở bên dưới. Nào, vai trò của oxygen này. Vai trò của oxygen này. Thứ nhất là đối với y khoa. Đối với y khoa thì sao nhỉ? À, như chúng ta đã phân tích ở phần kiến thức lý thuyết, đó là oxygen cần thiết để duy trì sự sống và sự hô hấp đúng không? Oxygen cần thiết để duy trì
sự sống này. Để duy trì sự sống, mình sẽ trả lời chi tiết vào đây là nó có tác dụng. Tác dụng chính là cấp cứu người bị ngạt. Cấp cứu người bị ngạt. Những người bị bệnh tim đúng không? Những người bị bệnh tim. Như là chúng ta đã trả lời ở phần trước, các bệnh về hô hấp nữa. Rối loạn nhịp thở. Rồi. Khí oxygen được nén trong những cái bình nén khí và cung cấp cho những người không thể tự chủ được cái hoạt động thở. Rồi, đối với lĩnh vực y khoa thì oxygen cần thiết để duy trì sự sống. Còn đối với hàn cắt kim loại thì sao? Đối với hàn cắt kim loại. Đối với hàn cắt kim loại, có bạn nào biết không? Đối với hàn cắt kim loại thì oxygen giúp duy trì sự cháy các em ạ. Oxygen giúp duy trì sự cháy. Chúng ta phân tích kỹ hơn nhé. Đó là trong hàn cắt kim loại. Trong hàn cắt kim loại thì dùng nhiệt lượng phản ứng cháy của khí đốt trong oxygen để nung chảy các sản phẩm kim loại được hàn và que hàn bổ sung để tạo thành những cái muối hàn. Mình viết ra đây nào. Dùng nhiệt lượng. Dùng nhiệt lượng của phản ứng cháy của khí đốt trong oxygen để nung nóng chảy nhé các cái sản phẩm kim loại. Được hàn và que hàn bổ sung để tạo thành muối hàn. Để tạo thành muối hàn. Rồi, ví dụ như mình lấy một ví dụ như là đèn xì. Oxygen, acetylene được dùng để hàn và cắt các tấm kim loại. Và cắt các cái tấm kim loại đó được dùng để hàn vào các tấm kim loại. Rồi, chúng ta đã trả lời xong bài thứ nhất. Bài thứ nhất là có hai mục A và B. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài thứ hai này. Bài thứ hai người ta trả hỏi là trong quá trình chữa cháy, nếu đám cháy xăng dầu mỏ, dầu nhỏ này, đám cháy xăng dầu nhỏ, người ta có thể sử dụng tấm chăn dày lớn và trùm nhanh lên đám cháy mà không dùng nước để dập tắt các đám cháy. Em hãy giải thích tại sao lại làm như vậy. Chúng ta có thể quan sát vào hình bên cạnh. Đó, khi mà đám cháy bằng xăng dầu, người ta có thể dùng một cái tấm vải hoặc tấm chăn dày để trùm lên đám cháy. Trùm lên đám cháy và dập tắt các đám cháy, chứ không dùng nước để dập. Các em có hiểu tại sao người ta lại làm như thế không?
Câu thứ hai, các em có hiểu tại sao người ta lại làm như thế không? Cô hướng dẫn các em làm câu thứ hai nhé. Rồi, nếu này các em biết là xăng dầu thì nhẹ hơn nước, vì thế nên là nó nổi trên mặt nước, đúng không nhỉ? Nếu mà dùng nước mà dập các đám cháy như thế thì đám cháy sẽ càng to và lan rộng hơn. Đó, được chưa? Và khiến nó khó dập hơn nữa. Rồi, và khi dùng chăn, những cái chăn này dày và lớn để trùm nhanh lên đám cháy thì giúp chúng ta làm gì nhỉ? Giúp chúng ta cách ly ngọn lửa này với oxygen và dập tắt được đám cháy. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là oxygen giúp duy trì sự cháy. Đấy, chúng ta dựa vào cái tính chất đấy để dập tắt các đám cháy. Bây giờ mình không còn oxygen nữa thì nó không thể duy trì sự cháy được. Vì thế nên là mình dập tắt được đám cháy, đúng không nhỉ? Vậy chúng ta ghi vào đây. Chúng ta ghi vào đây để chúng ta có tài liệu ôn tập. Nào, giải thích chi tiết này. Nếu dùng nước thì đám cháy càng to và lan rộng. Thì đám cháy càng to và lan rộng nhá. Vì xăng dầu nhẹ hơn nước. Vì xăng dầu nhẹ hơn nước nên khi xăng dầu cháy nước khi xăng dầu cháy nó sẽ lan tỏa nổi trên mặt nước khiến đám cháy còn lan rộng lớn và khó dập hơn. Đó. Và bây giờ mình khi mà dùng chăn dày phải lớn này trùm nhanh lên đám cháy giúp cách ly ngọn lửa với oxygen và dập tắt được đám cháy. Đó, chúng ta ghi cái phần này vào chưa nhỉ? Rồi, chúng ta đã trả lời xong bài số 2. Bây giờ đến bài số 3 này. Khi nào chúng ta cần sử dụng các biện pháp hỗ trợ nhằm cung cấp nguồn oxygen cho hoạt động hô hấp? À, cái phần này thì mình cũng đã nói nhiều đến cái vấn đề là vai trò của oxygen đến lĩnh vực gì nhỉ? Lĩnh vực y khoa rồi, đúng không? Vậy bây giờ mình trả lời luôn nhé. Mình trả lời luôn câu số 3. Khi chúng ta làm sao nhỉ? Khi mà chúng ta thấy khó thở này. Khi mà chúng ta thấy khó thở này, hoặc là dùng cho bệnh nhân cấp cứu mắc các bệnh về tim
phổi, suy hô hấp, vân vân. Rồi, vậy khi mà chúng ta thấy khó thở này, hoặc là khi mà những cái bệnh nhân mà cần cấp cứu mắc các bệnh về tim, phổi, suy hô hấp thì chúng ta cần phải cung cấp nguồn oxygen để hỗ trợ hoạt động hô hấp. Rồi chưa nhỉ? Chúng ta tiếp tục sang bài tập thứ tư nhá. Bài tập thứ tư, à có nhà bạn nào mà nuôi có một bể cá cảnh ở trong nhà không? Và các em có thấy là trong bể cá cảnh của mình thì có một máy bơm nước nhỏ và trồng một số cây thủy sinh ở trong đó không? Bài tập số 4, sách giáo khoa hỏi chúng ta là tại sao trong bể nuôi cá cảnh thường lắp một máy bơm nước nhỏ để bơm nước liên tục, đồng thời trồng thêm một số cây thủy sinh. Các em thử suy nghĩ xem vì sao lại như thế. Vận dụng vào kiến thức về khí oxygen mà chúng ta đã học thì bể máy bơm nước nhỏ, trước tiên nhá, chúng ta đi phân tích về tác dụng của máy bơm nước nhỏ. Máy bơm nước nhỏ trong bể cá. Nào, tác dụng của máy bơm nước nhỏ trong bể cá là gì nhỉ? Nó tạo luồng khí oxygen và giúp tuần hoàn lượng nước để cung cấp cho hệ sinh thái của cá trong bể nhá. Và gì nữa, nó còn có thêm một tác dụng nữa các em ạ. Nó tạo môi trường, tức là làm cho môi trường bên trong được sạch hơn này, hạn chế tối đa sự hình thành và sinh trưởng của rong rêu tảo, những thứ mà kìm hãm sự phát triển của hệ sinh thái. Rồi, cô phân tích bằng miệng cho chúng ta vậy, nhưng mà chúng ta hãy ghi bài vào để lấy tài liệu ôn tập nhá. Thứ nhất, tạo luồng khí oxygen và giúp gì nhỉ? Tuần hoàn lượng nước để cung cấp cho hệ sinh thái của cá trong bể. Rồi, máy bơm nước còn có tác dụng nữa, đó là làm sạch môi trường bên trong bể cá này, hạn chế tối đa sự hình thành và phát triển của rong rêu phẩy tảo, đúng không? Những cái này là vân vân, chúng kìm hãm sự phát triển của hệ sinh thái. Kìm hãm sự phát triển của hệ sinh thái. Rồi, tiếp đến tác dụng khi trồng thêm một số cây thủy sinh. À, chúng ta có thấy là trong bể cá của nhà mình có một số cây sống ở trong nước, đúng không nhỉ? Vậy thì các em có biết những loại cây thủy sinh đó là những cây nào không? Cô lấy một số ví dụ về cây thủy sinh nhé.
Ví dụ như là cây xương cá này. Cây xương cá này. Cây dương xỉ này. Cây dương xỉ, cây thủy cúc. Cây thủy cúc. Cây cỏ thìa. Cây lưỡi mác. Cây lưỡi mác. Có rất nhiều loại cây thủy sinh rất là đẹp mà nó còn có nhiều tác dụng khác nữa. Ngoài cái việc làm đẹp ra, cô lấy một số ví dụ về những cây thủy sinh này, các em thử về tìm hiểu xem hình ảnh của những loại cây này như thế nào nhá. Rồi, vậy thì tác dụng của nó là gì? Tác dụng của nó là gì nhỉ? Ngoài cái việc là tạo làm đẹp cho bể cá của mình thì nó còn có tác dụng gì? Lọc các chất thải của cá nữa. Lọc các chất thải của cá nữa các em ạ. Nó giúp lọc các chất thải của cá này. Cải thiện chất lượng nước. Làm cho nước sạch hơn nhá. Cải thiện chất lượng nước. Kìm hãm sự phát triển. Của rong, rêu, tảo xấu. Đó. Tác dụng tiếp theo này là cải thiện khí oxygen trong bể, tác dụng rất là quan trọng. Chúng ta thấy là cây xanh sẽ thải ra khí oxygen đúng không? Rồi cải thiện khí oxygen trong bể này. Tạo môi trường tự nhiên. Tạo môi trường tự nhiên. Tạo nơi cư trú và sinh sản của cá. Cư trú và sinh sản. Rồi. Tạo nơi cư trú và sinh sản của cá. Các em đã hiểu rõ câu trả lời của bài này chưa nhỉ? Các em ghi đầy đủ vào để lấy tài liệu ôn tập nhé. Bài tập số 4 cũng đã khép lại video bài học ngày hôm nay của chúng ta. Các em nhớ ôn tập lại nội dung kiến thức đã học và đọc trước bài mới nhé. Hẹn gặp lại các em trong những video bài học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.